lại tiếp tục chương trình sale sập sàn. Kính quý vị và các bạn và bật mí với quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với một dòng sản phẩm cực kỳ là đẳng cấp nha mọi người. Rất là hot trong thời gian qua. Và ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng với Quang Trường, chúng ta sẽ bước lên studio chuyên nghiệp của Trần Thành Audio và chúng ta sẽ bắt đầu săn sale duy nhất quý vị nha duy nhất chương trình này áp dụng trong dịp khai trương hai showroom lớn của Trần Thành Audio tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ok, chúng ta hãy biến hình. Đây, thưa quý vị và các bạn là một siêu phẩm nha mọi người đến từ thương hiệu JBL Professional với model ngày hôm nay sale sập sàn của chúng ta nha quý vị. Và trong chương trình sale lần này thì trường thành audio sẽ dành ra duy nhất là ba cặp loa thôi quý vị nha. Bởi vì với cái mẫu này nó rất là nặng ký cho nên là trường thành audio không thể dành cho số lượng 5 đôi hoặc 10 đôi được để giảm giá để sale bù lỗ cho quý vị và các bạn được nha. Và cái mức giá ngày hôm nay quý vị và các bạn sẽ vô cùng là ngạc nhiên với một siêu phẩm đẳng cấp đến từ nhà hãng JBL PAX 415M nha mọi người hay chúng ta vẫn gọi quen thuộc là PRX 415M và mức giá sale ngày hôm nay khoảng 50 triệu một cặp giá niêm yết của nhà hãng nha mọi người chỉ còn với mức giá là 39 triệu 800 ngàn Việt Nam đồng và số lượng của trường thành audio bù lỗ cho quý vị và các bạn nha chỉ với 3 sản phẩm này thôi Và bây giờ thì quý vị đang thấy toàn bộ 360 độ mẫu loa cao cấp chính hãng đến từ nhà JBL PAX45M Vậy thì trong cái chương trình sale lần này quý vị lưu ý nha Toàn bộ những cái sản phẩm của JBL Professional hay là JBL Entertainment Thì trường thành audio chúng tôi luôn luôn cam kết với toàn thể quý vị và các bạn nha Tất cả những dòng sản phẩm này đều là sản phẩm chính hãng quý vị này và được bảo hành hậu mãi số 1 hiện nay trên thị trường duy nhất của trường thành audio nha mọi người bảo hành cho quý vị và các bạn này tất cả những mẫu loa của JBL tại thị trường Việt Nam bảo hành lên tới 5 năm quý vị thấy một cái thời gian rất là dài đúng không ạ bởi vì với những cái thiết bị điện tử này thì đôi khi chúng ta không thể nào có thể nói được rằng là 100% không có tỷ lệ lỗi và dĩ nhiên khi quý vị và các bạn chúng ta được hưởng một cái chính sách bảo hành số 1 hiện nay thì chắc chắn quý vị và các bạn sẽ rất là yên tâm này trong toàn bộ quá trình chúng ta sử dụng cái thiết bị này. Vậy thì chương trình sale thì quý vị lưu ý nha. Qua trường nhắc lại này. Trong chương trình sale lần này, nhân dịp khai trương hai showroom lớn của trở thành audio tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị và các bạn sẽ có cơ hội săn sale được ba đôi loa nha mọi người. JBL Professional PRX 415M Nha mọi người và đây là một mẫu loa bát 40 quý vị này bát 40 nha rất là sướng chỉ còn với mức giá là 39 triệu 800 ngàn Việt Nam đồng đây là một cơ hội duy nhất trong năm nay nha mọi người không thể có một cái mức giá nào rẻ hơn nữa đâu bởi vì với cái giá siêu sập sàn như thế này thì trở thành những audio đang bù lỗ trên những cái sản phẩm này cho quý vị và các bạn và bây giờ thì hãy cùng với Quang Trường nha chúng ta sẽ dành ra một chút thời gian nha quý vị để đánh giá về lối thiết kế này và thông số kỹ thuật, chất lượng, sao tiếng của mẫu loa JBL Professional PRX 415M nha mọi người. Và đây quý vị có thể nhìn xoay 360 độ rất là đẹp đúng không ạ? Trên một cái bàn xoay chuyên nghiệp của trường thầy Audio có mặt trên studio. Và quý vị để ý này, toàn bộ cái lối thiết kế tổng thể trên cái mẫu PRX 415M này thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là quen thuộc nha. Bởi vì cái ngôn ngữ thiết kế của PRX series hay quý vị để ý này, trên PRX 400 thì toàn bộ giống hệt nhau như là bát 25 hoặc bát 30 rất là quen thuộc với quý vị và các bạn trên mẫu loa bát 12 in đó chính là PRX 42M và trên 415M thì gần như nó giống hệt toàn bộ về ngôn ngữ thiết kế từ cái lớp sơn quý vị này quang trường rất là ấn tượng nha bởi vì với cái nước sơn của PRX 415M hay là PRX series thì nó được sử dụng cái lớp sơn nhựa cao cấp quý vị này của JBL Professional trang bị trên dòng sản phẩm này Và với những quý vị nào mà chúng ta thích à, những dòng sản phẩm mà được sản xuất tại nước ngoài chẳng hạn à, không phải tại Trung Quốc thì có lẽ đây cũng là một cái cơ hội Đúng không ạ? Đây, qua trường giới thiệu luôn Made in Mexico, đúng không ạ? Quý vị nào mà không thích Made in China thì chọn sản phẩm này <laughs> à, Quý vị thấy chưa? Nhưng mà dĩ nhiên là giá sale thôi Quý vị nhé, sale thôi nó cũng là 39 triệu 800 ngàn rồi còn những quý vị nào mà chúng ta có ít sự hiểu biết Muốn rẻ 5 triệu, 10 triệu Mà mua được uh, dòng made in ở nước ngoài chẳng hạn Made in châu Âu hoặc made in Mỹ Khó lắm quý vị ạ Chỉ còn cách là ra quán, ra tiệm photo <laughs> In dòng chữ là made in Như thế đây, giá đằng sau này Hết, nhà quý vị Bởi vì uh, qua Trường sẽ chia sẻ thêm này Đôi khi uh, chúng ta ai cũng vậy đúng không ngoại chúng ta cũng thích uh, Có một cái xuất xứ, một cái nêm rất là đẹp Nhưng mà dĩ nhiên rằng là để mà có một cái nêm đẹp thì chúng ta phải bỏ ra một cái giá trị không hề nhỏ nha quý vị. Dựa theo GDP của Việt Nam thì quý vị để ý này. GDP của Việt Nam chúng ta thì là một nước đang phát triển nha mọi người. Theo số liệu từ năm 1986 thì tổng GDP của Việt Nam quý vị nha mới có 8 tỷ đô. Và theo cái dữ liệu đến năm 2022 mới là 406,45 tỷ đô. Rất là khiêm tốn đúng không ạ? Chia bình quân đồng người ra thì với tầm khoảng trăm hơn trăm triệu dân mỗi người trung bình một năm khoảng hơn 90 triệu quý vị hình dung là hơn 90 triệu thì rất khó để chúng ta có thể phổ biến những cái mẫu loa chẳng hạn tầm khoảng gần 2.000 đô như này được đúng không ạ nhưng dĩ nhiên là với mức GDP của Việt Nam thử nhân lên quý vị khoảng 10 lần nữa xem khoảng 5, 5 uh, năm tỷ đô xem đúng không ạ <laughs> thì chắc chắn là là cái câu chuyện chúng ta sử dụng những cái mẫu loa chẳng hạn 40 triệu hay thậm chí 100 triệu À, với chúng ta thì cũng giống như quý vị và các bạn đang mua những chiếc loa kéo di động như hiện nay thôi vậy cho nên là gì để mà chúng ta mua được những dòng sản phẩm cao cấp đắt tiền thì mỗi một sản phẩm nó đều có cái giá trị của nó nha quý vị đang đi SH thì dĩ nhiên là phải bỏ ra khoảng trăm triệu muốn nhập ý nữa thì phải tầm khoảng hai ba trăm còn uh, chuyển sang đi quay alpha thì loanh uh, quanh thì 30 triệu ra biển đúng không ạ <laughs> cho nên là quý vị đừng có so sánh nha chúng ta không nên đi so sánh ở một cái phân khúc cao ở phân khúc thấp thì cũng chính là gì cái câu chuyện này quang trường cũng được nghe quá nhiều rồi cho nên là trong những clip này thì chúng tôi cũng cố gắng để chia sẻ để cho nhiều quý vị chúng ta có cái sự hiểu biết à, nó rõ ràng hơn về những cái xuất xứ của sản phẩm và với cái mức giá của prx 415m nha quý vị mặc dù nó nằm ở phân khúc cao cấp nhưng xét trong cái phân khúc này thì prx 415m rất xứng đáng để cho quý vị và các bạn đầu tư bởi vì nó được trang bị rất nhiều những cái chi tiết như quý vị cao cấp đơn giản quý vị để ý nha như nãy thì quan trường đang nói đến nước sơn đây là một cái nước sơn dạng sần quý vị này sơn sần nha mọi người và là sơn nhựa sơn nhựa thì chỉ được trang bị trên những cái dòng loa đắt tiền thôi nha mọi người dưới dòng prs series thì như là dòng kp chẳng hạn này đầu 2, đầu 4, đầu 6 thì cũng không được trang bị nước sơn này chỉ được trang bị nước sơn hạt nước bình thường thôi đó vậy thì giá trị của prs series nó nằm ở rất nhiều cái sự khác biệt từ chi tiết nhỏ và thứ hai nữa nha quý vị cái tấm mê căng lưới của PRX series thì quý vị cũng nhìn thấy. Nó được sử dụng mối chất lượng thép cực kỳ cao cấp và cái nước sơn tĩnh điện trên những cái dòng PRX series của JBL Professional thì quý vị thấy này, nó rất là đẳng cấp nha mọi người. Từ cái logo nhỏ này quý vị để ý. Rõ ràng chúng ta khách quan mà nói nha. JBL Professional tạo ra cái model PRX series 400 đặc biệt là PRX 45 m này của chúng ta rất đẳng cấp trong tầm giá. Từ con ốc nhỏ quý vị nha, rất là tinh tế quý vị này. JBL thì là một trong những thương hiệu rất là lớn rồi nha quý vị và những con ốc quý vị để ý này những con ốc trên PRX 415M rất là chỉn chu nha mọi người đây là một mẫu loa bát 15 in nha quý vị hay chúng ta vẫn thường gọi là bát 40 và nó được trang bị một cái loa chép kèm nha quý vị với dòng PAX 415M này thì nó đều được sử dụng từ Neo Midiu, nha mọi người nhưng mà dĩ nhiên à, quý vị cần phải để ý nhé cứ nhắc đến review thì Quang Trường sẽ nhấn mạnh để cho nhiều quý vị và các bạn chúng ta có nhiều kiến thức hơn từ neo medium không phải là cứ dùng từ neo medium là âm thanh hay nha quý vị cũng là từ neo medium nhưng với một cặp loa PRX 415M có mức giá sale của chúng ta ngày hôm nay là 39 triệu 800 ngàn sẽ khác với một cặp loa từ neo medium của hàng fake quý vị nhé khoảng 6 triệu 7 triệu khác rất nhiều nha mọi người và từ neo medium hay từ ferrite thì nó không nói lên cái chất lượng là âm thanh hay hoặc dở quý vị cần phải để ý nha nó chỉ là khác nhau về cái trọng lượng thôi từ neodymium thì cần ít là công suất nó đã đủ lớn rồi còn từ ferrite thì chúng ta sẽ hơi đau lưng một chút nha mọi người nhưng chúng ta cần phải nhìn nhận trên cái mẫu à, prx bốn m này thì qua trường hợp đánh giá nó được trang bị mức công suất hiệu dụng loanh quanh khoảng 350W đến 400W trên một chiếc loa này nha mọi người. Vậy thì với những quý vị nào mà chúng ta sử dụng âm thanh ở à, biểu diễn Pro chuyên nghiệp thì cái chất tiếng nha mọi người, cái sao tiếng của PRX 415M à nó rất là sáng tiếng quý vị này. Cái vôn cổ trên cái mẫu này nó rất là đẹp nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Khi chúng ta alo tiếng mic vào thôi thì chúng ta sẽ thấy cái vôn cổ trên những cái dòng PRX 415M này nó rất đẹp, rất là chỉn chu và sắc nét nha mọi người. Kể cả cái tiếng, cái sao tiếng nhạc của chúng ta cũng vậy. Nghe trên cái dòng PX3 nó rất là sang Những quý vị nào mà chúng ta đã làm Với những cái hệ thống mà Pro chuyên nghiệp rồi thì chúng ta không xa lạ gì Đúng không ạ? Và trên cái mẫu loa này Thì nó sẽ thiết kế cho quý vị và các bạn sử dụng Hai mục đích nha Pro, là hệ thống âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp Và chúng ta vẫn sử dụng tốt trong KTV Tức là trong những cái bộ dàn karaoke Nha mọi người Với cái thiết kế của bên ngoài của prx 45 m này Thì quý vị sẽ để ý này Bên đây thì nó sẽ tạo thành một cái đường vát để Quý vị để ý này, đường vát đó, và trong những cái sân khấu lớn thì quý vị để ý xem à, PH3 thì sẽ được sử dụng rất nhiều à, làm loa monitor, loa kiểm âm nha mọi người Nó sẽ sử dụng một cái góc 45 độ, Đó, nghiêng lên Thì thường các cái sân khấu lớn thì quý vị sẽ để ý này Bên dưới thì sẽ có một cái dàn loa kiểm âm Và PH3 cũng là một trong những cái dòng loa kiểm âm à, Được rất nhiều những đơn vị, quý vị nha Được rất nhiều những cái đơn vị sử dụng cái dòng loa này Để làm loa kiểm âm trong tất cả những cái chương trình event lớn nha mọi người và quan trường cũng nhắc thêm này Với những sản phẩm chính hãng thì quý vị để ý nha Có cái tem của đơn vị nhập khẩu ở đằng sau Ghi rất là rõ nha mọi người Với model này thì bên công ty 3 sao Là đơn vị nhập khẩu dòng sản phẩm này Quý vị để ý này Rất là chỉn chu nha Kể cả phần đế cũng được trang bị thêm những cái nút cao su quý vị này đó Rất là sắc nét trên mẫu loa này Vậy thì có thể nói được rằng là trong một cái clip sale này thì trường thành audio cũng chỉ giới hạn được một chút thời gian thôi Nha quý vị, để chúng ta chia sẻ thêm về à, lối thiết kế này Chất lượng âm thanh và sao tiếng của PRX45M thôi Và quan trường cũng chia sẻ thêm một chút nữa thôi Quý vị nha, à, nó cũng được sử dụng một cái tay cầm quý vị này Như trên cái mẫu 42M mà quan trường cũng đã review cho quý vị rồi Nó được sử dụng cái tay cầm này bằng cao su quý vị này, bọc cao su Và toàn bộ cái hộp này thì được thiết kế bằng cái dòng nhựa chất lượng cao Nha mọi người, cho nên rằng là khi quý vị nhìn thực tế đó bên cạnh mẫu PRX 45M thì giống như một uh, ngôi sao tỏa sáng nha quý vị nhìn rất đẹp rất thích và phải khẳng định khách quan đây là một mẫu loa rất là đẳng cấp trong cái phân khúc quý vị nha những cái dòng loa bát 40 để cho quý vị và các bạn chúng ta lựa chọn và quý vị lưu ý này trong chương trình xe sốc lần này trưởng thành audio chỉ giới hạn dành ra ba đôi loa thôi quý vị nha Seo sập sàn uh, với mức giá nên biết khoảng 50 triệu Việt Nam đồng một cặp loa PRX 45M này nhưng chương trình sale giới hạn của trường thành audio với ba cặp loa chỉ còn mức giá là 39 triệu 800 ngàn Việt Nam đồng với một cái mẫu loa của JBL Professional Mỹ quý vị này sản xuất tại Mexico ở một đất nước rất là nổi tiếng với những cái phiến quân nổi loạn buôn ma túy <laughs> Và vậy thì quý vị hãy nhanh tay nha đặt hàng cho mình những mẫu loa cao cấp chính hãng của JBL tại thị trường Việt Nam đặc biệt là mẫu PRX 415 m này ngày hôm nay của chúng ta. Vậy thì quý vị có thể đặt hàng trên hệ thống gian hàng thương mại điện tử chuyên nghiệp của chúng tôi trường thành audio.com hoặc quý vị và các bạn có thể liên hệ qua hai số hotline nha 0586798888 và 0817365555 để chúng ta sở hữu cho mình một cặp loa JBL PRX 415M cực kỳ đẳng cấp này hàng chính hãng quý vị nha và được bảo hành lên tới 5 năm. Vậy thì quý vị và các bạn hãy nhớ cho Trường Thành Audio, đặc biệt là qua trường clip này, một nút like quý vị này rồi share kênh và đừng quên nhấn nút subscribe quý vị nha để chúng ta lại tiếp tục đến với chuỗi sale siêu sốc một clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn thân yêu. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.